Minh Khoa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình đến từ thành phố Denver của chúng tôi trong ngày hôm nay. Ước mong quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngày sau đây sẽ là những bản tin được cập nhật trong ngày. Mở đầu phần tin của chúng tôi cho biết rằng giới chức kết tội nghi can đã bắn tử vong Isabella Talas Ballpark. Trong ngày 23 tháng 9, bồi thẩm đoàn tại thành phố Denver đã tuyên bố rằng nghi can Michael Close đã phạm tội sát hại nạn nhân có tên là Isabella Talas và bắn trọng thương người bạn trai của cô từ hơn 2 năm trước sau một cuộc xung đột có liên quan đến chú cún cưng của họ. Họ đã cáo buộc Michael với hai tội danh, đó chính là giết người cấp độ 1. Ngoài ra, còn có hai tội danh cố ý giết người và hai tội danh tấn công cấp độ 1. Anh ta sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 11. Ngoài ra, thì bồi thẩm đoàn thuộc tòa án quận Denver cũng đã bắt đầu thảo luận từ ngày 21 tháng 9 và sau đó tiếp tục vào ngày 22 tháng 9. Và trước 12 giờ trưa cùng ngày, một bồi thẩm viên được thay thế bằng một người khác nhưng không rõ lý do. Nghi can Michael Walsh, 38 tuổi, không nhận tội nổ súng vì tức giận vào ngày 10 tháng 6 của năm 2020 khi đang ở quận Ballpark và sử dụng một khẩu súng AK-47 bắn đến 20 lần vào nạn nhân là cô Isabella Talas và Darian Simon là bạn trai của cô từ cửa sổ căn nhà ở khu chung cư số 2900 trên đường Huron. Nạn nhân tử vong trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày sinh nhật lần thứ 21 của cô. Nạn nhân này đã bị bắn trong lúc dẫn chú cún cưng của mình đi dạo. Cảnh sát tại thành phố Denver cho biết rằng có lẽ là Michael đã tức giận vì chú chó được thả tự do chạy nhảy và nhà chức trách đã bắt giữ nghi can này tại quận Park. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy một khẩu súng ngắn AR-15 và cũng như là những vũ khí khác bên dưới chỗ ngồi của hành khách trong chiếc xe SUV Mercedes của nghi can này. Sang qua bản tin liên quan về giao thông cho biết rằng giảm tuyến đường của đoàn tàu On A Line vào tháng 10. Theo cơ quan vận tải khu vực thành phố Denver thông báo bắt đầu từ ngày thứ Hai 3 tháng 10 cho đến ngày thứ Bảy 29 tháng 10, thì hành khách sẽ phải chờ 30 phút mới có một chuyến tàu mới. Và chuyến tàu này thuộc dịch vụ có tên là On A Line. Trước đó, cứ mỗi 15 phút thì hành khách có thể lên các đoàn tàu thuộc tuyến đường được mệnh danh là On A Line. Nhưng theo thông báo mới nhất, họ sẽ phải chờ đến 30 phút thì chuyến tàu tiếp theo mới xuất hiện. Lịch trình này cũng được áp dụng cho các ngày trong tuần. Và nếu như hành khách muốn đến phi trường bằng đường tàu điện, họ sẽ phải chờ lâu hơn. Cơ quan vận tải khu vực thành phố Denver cho biết rằng việc giảm tần suất phục vụ là điều cần thiết trong thời gian sửa chữa tuyến đường sắt ở khu vực giao lộ đường Dahlia và đường Smith Road. Các chuyến tàu sẽ hoạt động trên một đường ray duy nhất chung quanh khu vực đang sửa chữa. Các giới chức cũng hy vọng rằng lần sửa chữa lâu dài này nhằm nâng cao dịch vụ của các đoàn tàu vận hành, đặc biệt là ở đoạn đường sắt nối trên. Lịch trình 15 phút một chuyến tàu dự kiến sẽ hoạt động trở lại từ ngày Chủ nhật 30 tháng 10. Trong thời gian xây dựng từ 7 giờ sáng cho đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, từ thứ Hai đến thứ Bảy, thì các đoàn tàu online này sẽ đi qua nơi làm việc của các công nhân kiều lộ hoặc là đi trên đường ray thuộc giao lộ của đường Dahlia Street. Còi tàu sẽ ngân vang khi đi qua tuyến đường trong giờ làm việc của các công nhân để bảo đảm an toàn. Tiếp nối bản tin có liên quan tới giải trí cho biết rằng có 3 địa điểm vui chơi của thành phố Denver đang chuẩn bị cho những ngày cuối tuần bận rộn. Theo đó thì những người hâm mộ thể thao và âm nhạc sẽ có rất là nhiều điểm vui chơi, thưởng thức vào cuối tuần khi mà 3 địa điểm giải trí lớn nhất của thành phố Denver đều tổ chức thi đấu môn bóng bầu dục, khúc côn cầu, bóng chày cũng như là các chương trình hòa nhạc. Theo đó thì các sân vận động Empower Field ở Mile High, Core Fields và Ball Arena đều sẽ đón nhận rất nhiều khán giả đến xem các trận thi đấu cũng như là các sự kiện được tổ chức vào chiều và tối ngày Chủ nhật 25 tháng 9. Ngoài ra thì sân vận động Ball Arena và Core Fields cũng sẽ tổ chức các sự kiện vào tối ngày 23 tháng 9. Nhà cảnh sát thành phố Denver lưu ý người dân nên thận trọng và giữ an toàn cho bản thân trước hàng loạt đám đông xuất hiện trong các sự kiện nói trên.
Những sự kiện này sẽ thu hút rất là nhiều người đi bộ hay là đi xe đạp. Bên cạnh đó thì lưu lượng xe cộ lưu thông ở trên đường cũng sẽ nhiều hơn và có thể đông hơn bình thường. Giới chức khuyến nghị người dân nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng hoặc là đi chung xe với nhau để tránh những va chạm hay là tránh cho đường phố dễ bị tắc nghẽn có thể xảy ra. Sang qua bản tin tiếp nối cho biết rằng nhân viên Casa Bonita học ngoại ngữ miễn phí trong thời gian đổi mới. Theo đó, để nâng cao khả năng giao tiếp trong nhà bếp và sự liên kết giữa mọi người với nhau, 29 nhân viên của khu giải trí Casa Bonita vừa hoàn thành một chương trình học ngoại ngữ kéo dài trong nhiều tuần lễ nhằm trau dồi kỹ năng ngôn ngữ của họ. Từ những người thợ lặn cho đến đầu bếp, các nhân viên của khu giải trí Casa Bonita đều tham gia lớp học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh trong mùa hè. Tất cả đều được tặng thưởng vào ngày 22 tháng 9 sau khi họ đã kết thúc một chương trình học kéo dài 26 tuần lễ. Anh Bao Gentry là một thợ lặn cho biết rằng điều này thật tốt vì giúp những người nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh có thể hiểu được nhau. Trong khi đó thì anh Alex Perez đã làm việc tại khu giải trí này suốt 30 năm qua và cho biết rằng các lớp học tiếng Anh giúp anh hiểu rõ hơn về cách sử dụng thì quá khứ, thì hiện tại hay là thì tương lai trong tiếng Anh. Bản tin của đài truyền hình địa phương cho biết rằng những người sáng tạo ra South Park là những người như ông Matt Stone và Trey Parker đã mua lại khu giải trí Casa Bonita với giá khoảng 3,1 triệu Mỹ kim. Ngoài ra thì họ cũng đang bỏ thêm hàng triệu Mỹ kim để đổi mới khu nhà bếp và tăng thêm khả năng thu hút khách du lịch của nhà hàng. Theo đầu bếp chính của khu giải trí, đó chính là cô Dana Rodriguez, cho biết rằng mục tiêu của chương trình phát triển ngôn ngữ này là phá bỏ hàng rào ngăn cách, giúp cho các nhân viên làm việc thật hài hòa và có thể hiểu nhau nhiều hơn, cũng như gắn kết các nhân viên lại với nhau. Cô Dana cũng cho biết rằng họ lên kế hoạch biến đổi thực đơn của nhà bếp nhằm làm vui lòng các du khách. Bởi vì Casa Bonita nổi tiếng là nơi có hồ bơi lặn trong nhà hoàn hảo nhất. Thế nhưng, đây không phải là nơi có những món ăn xuất sắc. Casa Bonita là một chuỗi nhà hàng giải trí theo chủ đề Mexico. Trước đây, nó bắt nguồn từ thành phố Oklahoma. Nhà hàng cuối cùng của Casa Bonita ở Lakewood, Colorado, thuộc trung tâm thương mại của Hiệp hội Cứu trợ Người Tiêu dùng Do Thái. Và bây giờ, nó đổi tên là Trung tâm Thương mại Lamar. Tòa nhà hiện đang được tu bổ và đổi mới, dự kiến sẽ tái khai trương vào cuối năm nay, 2022. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng khu bảo tồn Colorado chào đón loài sói đỏ hiếm nhất trên thế giới. Một cặp sói đỏ hiếm thấy trên thế giới là hai trong số gần 260 con sói đỏ sống trong thiên nhiên và trong điều kiện nuôi nhốt vừa được đưa đến khu bảo tồn ở phía tây Colorado Springs vào tuần này. Theo đó, hai con sói đỏ chỉ mới 10 tuổi có tên là Vanguard và Shawnee đã được đưa ra khỏi chương trình nhân giống nhằm cứu loài này không bị đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tính đến tháng 7 của năm 2022, có từ khoảng 19 tới 21 con sói đỏ sống trong tự nhiên và hơn 200 con sói đỏ được nuôi trong chuồng. Và đây như là một phần của kế hoạch bảo vệ sự sinh tồn của loài sói đỏ. Theo đó, cặp sói Vanguard và Shawnee này đã được đưa tới Trung tâm Động vật Hoang dã và Sói Colorado, là của Trung tâm Động vật Hoang dã Fossil Rim ở khu vực Texas trước đây. Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Colorado hiện nay là nơi duy nhất trong tiểu bang có giống sói đỏ này. Và trong thông báo đăng trên trang Facebook của Trung tâm cho biết rằng đây là một cơ hội đặc biệt để giúp cho người dân có thể hiểu hơn về loài sói đỏ bí ẩn này. Trung tâm cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều người cùng tham gia vào sứ mệnh của họ để bảo đảm cho loài sói đỏ sắp tuyệt chủng này có thể được phát triển mạnh mẽ trong tự nhiên khi gia tăng sinh sản cũng như là được bảo vệ. Loài sói đỏ hoang dã chỉ được tìm thấy ở khu vực nhỏ và ven miền duyên hải ở tiểu bang North Carolina và con số đã giảm hơn 85% trong thập niên qua. Theo Cơ quan Thủy sinh và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ thông báo, sau khi sinh sản khoảng 120 con sói đỏ vào năm 2012, thì số lượng này đã suy giảm rất nhiều. Năm nay, một lứa gồm 6 con sói con được tìm thấy trong khu trú ẩn động vật hoang dã tại tiểu bang North Carolina. Chúng là lứa sói đỏ đầu tiên được sinh ra giữa thiên nhiên. Sói đỏ sống từ 7 cho đến 10 năm trong thiên nhiên, có tuổi thọ từ 12 đến 15 năm
khi được nuôi nhốt trong chuồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức địa phương của chúng tôi trong ngày hôm nay. Minh Khoa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin địa phương tiếp theo.